Hoan hỷ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay, lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Hôm nay, ban biên tập kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về vận trình tài lộc, công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Các chuyên gia tử vi cảnh báo, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 vào năm Tân Sửu sẽ phải chịu nhiều ảnh hưởng của thái tuế ngũ hành xung khắc, nên phải gánh trên vai nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế, họa vô đơn chí. Đây cũng là một năm cực độc nếu bản mệnh không nắm rõ được vận trình thái tuế và cách hóa giải hung tinh thì tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 rất dễ trắng tay tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra sẽ rất có thể gặp nạn trên con đường công danh sự nghiệp, tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục. Vậy xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng Phong thủy Gia Cát tìm hiểu xem cách hóa giải và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi để lội ngược dòng thành công, giữ được tiền tài trong video ngày hôm nay nhé. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, năm 2021 Tân Sửu được các tinh vây quanh. Tuy nhiên để nói là qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai thì còn phải xem xét liệu những kế hoạch của bạn có được chuẩn bị kỹ càng và được thực hiện thành công hay không. Bởi lẽ ngoài các tinh thì vẫn có hung tinh đeo bám, ba sao xấu này sẽ cản trở bạn khá nhiều trên con đường mình đã chọn. Trong năm Tân Sửu, thái tuế Sửu Thổ và Tỵ Hỏa hợp thành quan hệ bán hợp kim cục, giúp tăng tiền tài lộc. Trong năm 2021 thì mệnh chủ tuổi Ất Tỵ 1965 sẽ có nhân duyên khá vượng, mọi chuyện nhiều thế mà cũng được xử lý nhanh chóng thuận lợi. Để được thái tuế trợ giúp đắc lực hơn trong năm nay, mệnh chủ chú ý luôn luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế, giúp cho nghênh đón thái tuế, tăng cát lành may mắn cho mình. Đường tài lộc thì vượng sắc, có lợi cho các dự án hợp tác kinh doanh, marketing, bán hàng, thành tích đạt được sẽ tăng vọt. Trong cuộc sống, bản mệnh cần phải biết cách hưởng thụ và thư giãn bản thân. Điềm báo tử vi cho thấy vận trình tình cảm của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 khá ổn định, mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, công việc căng thẳng và nhiều áp lực về cả thể chất và tinh thần. Xét từ góc độ ngũ hành thì Ất Tỵ sinh năm 1965 thích hợp làm những ngành nghề liên quan đến ngũ hành kim và thủy, giúp cho bản mệnh bộc lộ được hết tài năng của mình, dùng tài năng để đổi lấy tiền bạc về tay. Những chú rắn cũng đừng quên rằng trong năm vẫn có điểm báo xung sát, cần lưu ý không nên đắc tội với người khác, dễ vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí là kiện cáo ra vào tòa án, dễ bị phá tài hao lộc. Trong một số trường hợp đặc biệt, mệnh chủ tuổi Ất Tỵ 1965 có thể bị thương tích trên người nên phòng tránh tai họa bất ngờ do đồ kim loại hay vật sắc nhọn gây ra. Trong năm thái tuế là Sửu Thổ nên lưu ý hạn chế đi đến những nơi thổ khí quá hưng vượng, cũng tránh tới những nơi âm u, ẩm ướt, tối tăm, sát khí nhiều mà dương khí cạn để không gặp chuyện chẳng lành. Trong năm nay thì hãy luôn mang theo bên mình trang sức hộ thân Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn sức khỏe cho mình. Dự đoán tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 vào năm Tân Sửu 2021. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thường thổ được hiểu là đất trên trường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021 theo dương lịch. Năm Tân Sửu nạp âm ngũ hành là bích thường thổ, hỏa thổ tương sinh tiết mất khí nên bản mệnh cần phải chú ý đến các bệnh liên quan về tim mạch, các bệnh về mắt. Người Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2021 vận trình không có gì nổi bật. Khoảng thời gian đầu năm thì sự nghiệp thuận lợi, có đà tăng tiến, nên chú ý để nắm bắt cơ hội ngay khi có được. Yếu tố may mắn chỉ là một phần, căn bản con giáp này phải dựa vào chính sức mình, nỗ lực hết sức thì tất giành được thành quả không tồi. Tuy nhiên, nên chú ý lượng sức mình, đừng theo đuổi những thứ quá xa xôi, chọn cho mình mục tiêu vừa sức, thấy đủ là đủ, đừng nên tự ép bản thân.
khoản cuối năm thì vận trình dần xuống dốc, nếu có dự định đầu tư thì cực kỳ thận trọng, hạn chế đầu tư với quy mô lớn, khả năng mất tiền hao của rất cao. Đã xác định đổ tiền đầu tư thì việc gì cũng phải tự mình làm, tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Đừng thấy bước đầu suôn sẻ mà đắc ý, quên mất phải khiêm nhường. Về phương diện tình cảm, năm Tân Sửu là lúc mà đôi bên cần dành cho nhau khoảng trời riêng, đừng can thiệp mọi điều trong cuộc sống của đối phương. Thường xuyên chia sẻ tâm sự với nhau những điều còn mong mỏi, thổ lộ những bí mật vùi sâu, mâu thuẫn nếu có nảy sinh thì nên giải quyết sớm, đừng để nó trở thành ung nhọt. Trong vận trình biến động khá lớn thì không nên đầu tư lâu dài, nên thấy có lợi là nhanh tay thu lưới, tránh để tài lộc mới vào tay đã chảy ra ngoài. Ngoài ra, hãy sử dụng vật phẩm bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để hóa giải vận thế của năm 2020 và tăng cường tài lộc may mắn về sau. Nam mệnh 57 tuổi gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh sẽ có tương đối nhiều việc hỷ xảy ra. Trong nhà thì có khả năng có thêm thành viên mới, đi xa có lợi cho vấn đề tài vận. Nữ mệnh 57 tuổi gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh, cẩn thận gặp nạn mất máu, nhưng về tổng thể không có vấn đề gì lớn. Mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trong năm 2021 vận trình không có nổi bật. Khoảng thời gian đầu năm thì sự nghiệp thuận lợi, có đà thăng tiến, nên chú ý để nắm bắt cơ hội ngay khi có được. Yếu tố may mắn chỉ là một phần, căn bản mệnh chủ phải dựa vào chính sức mình, nỗ lực hết sức thì tất sẽ giành được thành quả không tồi. Tuy nhiên thì nên chú ý lượng sức mình, đừng theo đuổi những thứ quá xa xôi, chọn cho mình mục tiêu vừa sức, thấy đủ là đủ, đừng nên ép bản thân. Khoản cuối năm, vận trình dần xuống dốc, nếu có dự định đầu tư thì cần cực kỳ cẩn trọng, hạn chế đầu tư với quy mô lớn, khả năng mất tiền hao của rất cao. Đã xác định đổ tiền đầu tư thì việc gì cũng phải tự mình làm, tìm hiểu thật kỹ trước khi đi đến quyết định. Đừng thấy bước đầu suôn sẻ mà đắc ý, quên mất phải khiêm nhường. Về phương diện tình cảm thì năm Tân Sửu là lúc mà đôi bên cần dành cho nhau khoảng trời riêng, đừng can thiệp mọi điều trong cuộc sống của đối phương. Thường xuyên chia sẻ tâm sự với nhau những điều mình còn mong mỏi, thổ lộ những bí mật vùi sâu. Mâu thuẫn nếu có nảy sinh thì nên giải quyết sớm, đừng để nó trở thành ung nhọt. Trong vận trình biến động khá lớn thì không nên đầu tư lâu dài, nếu thấy có lợi là nhanh tay thu lưới, tránh để tài lộc mới vào tay đã chảy ra ngoài. Ngoài ra, hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn về sau. Vì Ất Tỵ sinh năm 1965 nằm trong tam hợp với Sửu mà năm Tân Sửu 2021 nên mệnh chủ có thể mong đợi sự phát triển thuận lợi, sức khỏe, hôn nhân trong năm thành tựu này. Bạn cố gắng cải thiện hơn nữa trong công việc, tích lũy một số tiền đáng kể và hòa hợp rất tốt với đối tác của bạn. Năm nay, bạn sẽ thấy thật sự tình yêu trở lại với cuộc sống bình thường, không còn theo đuổi sự lãng mạn hào nhoáng. Khi mà tình yêu thực sự vẫn còn ở đây thì bạn tự thấy trưởng thành ngay cả khi không còn nhiều thời gian. Bạn sẽ chào đón một sự cải thiện khác trong sự nghiệp dựa trên sức mạnh tích lũy trong thời gian dài. Tuy nhiên thì nên tránh đầu tư mạo hiểm, tránh giận dữ vào năm 2021 vì tình trạng cơ thể đang đi xuống. Sẽ không có rắc rối lớn nhưng cảm lạnh và ho có thể đến một thời điểm bạn cần phải tập thể dục nhiều hơn trong thời gian rảnh rỗi. Sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 và năm Tân Sửu. Những chú rắn sinh năm 1965 sẽ trải qua một sự thay đổi cơ bản trong sự nghiệp vào năm nay. Bạn sẽ là gặp một trinh sát tài năng giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp và sau đó được thăng chức tăng lương. Mặc dù may mắn trong sự nghiệp nên kiên nhẫn cẩn thận trong việc giải quyết công việc và không tranh cãi khó chịu với người khác. Một khi bạn làm được những điều trên thì có thể lặng lẽ chờ đợi tin tốt từ sự nghiệp của mình. Mặc dù nhờ các tinh hỗ trợ nên mọi chuyện về cơ bản khá nhẹ nhàng thuận lợi, nhưng vẫn đòi hỏi con giáp này phải kiên trì sẽ nhận được mức đãi ngộ tăng tiến, đồng thời cũng có thêm tiền lương tiền thưởng cho nỗ lực của mình. Bản mệnh nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực dự án liên quan đến hỏa thổ dễ thu lợi hơn. Các dự án về bất động sản, hàng kim loại sẽ là những lĩnh vực mà bản mệnh nên tham khảo thêm.
Bước sang năm 2021, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ 1965 sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Thoát khỏi vòng vây của Thái Tuế năm 2019, bản mệnh sẽ dần lấy lại được phong độ của mình. Con giáp này trong năm nay có cát tinh mang tới cát khí, những kế hoạch ấp ủ đã lâu dễ dàng mang tới thành công. Bản mệnh cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống để tránh những tình huống bất ngờ phát sinh. Ngoài ra thì mệnh chủ đừng quá chủ quan khi mà thấy mọi chuyện suôn sẻ dễ chịu. Trong năm thì vẫn có điểm báo xung sát, họa thị phi vây quanh, nên chỉ cần sơ suất mắc sai lầm hay đắc tội với tiểu nhân là cũng có thể gặp chuyện phiền phức rắc rối, nghiêm trọng hơn, còn có thể dính dáng đến pháp luật. Hãy luôn mang theo bên mình trang sức hộ thân Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để hóa giải vận thế năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn sức khỏe cho mình. Vòng tam hợp quý nhân được thiết kế từ hạt gỗ huyết long, tử đàn hoặc xưa đỏ là những loại gỗ quý có tác dụng phong thủy cực kỳ tốt, được hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng để chiêu tài lộc may mắn bình an. Ngoài ra, vòng tam hợp còn được kết hợp với 3 viên đá mã não có khắc hình linh vật tam hợp, có tác dụng chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi, giúp công việc hanh thông, từ đó lộc tài vượng tiến. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ 1965 trong năm Tân Sửu này cần phải cẩn trọng chú ý vào tháng Kỷ Hợi, dương lịch từ ngày 5 tháng 11 cho tới ngày 3 tháng 12, tức ngày 1 tháng 10 cho đến ngày 29 tháng 10 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ. Vào tháng này thì cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đậu ập tới. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành thì có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Ất Tỵ 1965 không nên tiến hành những công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Về tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, 2021 Tân Sửu. Tài lộc may mắn năm nay, bạn sẽ nhận được những thành tựu bất ngờ về thu nhập, tiền lương và doanh thu. Tại nơi làm việc, bạn sẽ nhận được nhiều thu nhập hơn, chẳng hạn như trả lương nhiều từ sếp và tăng tiền thưởng hàng quý do công việc khó khăn hơn so với đồng nghiệp của bạn. Trong khía cạnh phong thủy thì bạn có thể chú ý nhiều hơn đến xổ số và rút thăm may mắn. Mặc dù sẽ không trúng số độc đắc trong đầu tư xổ số, nhưng những giải thưởng nhỏ có thể rất tuyệt vời. Năm Tân Sửu 2021, Tân Kim Lộ Xuất Thực Thần, Sửu Thổ Tỷ Kiên lại thêm cục diện Tỵ Sửu Bán Hợp, cùng với sự trợ lực trên đường tài lộc của mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thì cực kỳ lý tưởng. Đặc biệt, đó là vào tháng 4, 5, 6, 8, 11, 12 âm lịch là những tháng vượng địa của bộ tam hợp này. Nếu gặp được những cơ hội thì nên mạnh mẽ tiến lên. Nếu có hợp tác với các tuổi Dậu, Sửu, thực hiện trong những tháng này sẽ đắc tài, đắc lộc, mã đáo thành công. Trong năm thì mệnh chủ không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, có thể dựa vào chính sức mình, dùng trí thông minh, năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay. Cũng sẽ đạt được nhiều thành công mà có được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Trong khoảng thời gian này thì mệnh chủ Ất Tỵ 1965 có thể tham gia các dự án hợp tác kinh doanh buôn bán dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ ăn uống, ẩm thực, đồ kim loại hay tài chính sẽ may mắn hơn nhiều, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Nếu điều kiện cho phép thì bạn cũng có thể thử sức trong việc hợp tác cùng với người khác làm ăn kinh doanh, sự bổ trợ lẫn nhau giúp cho con đường thành công gần hơn. Tuy nhiên thì bản mệnh cần nhớ rằng năm 2021 là một năm mà mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 phải tự lực tự cường, chứ không thể trông chờ vào người khác, tự sắp xếp lên kế hoạch công việc của mình, đốc thúc động viên bản thân kiên trì theo đuổi mục tiêu đã định. Tốt nhất thì mệnh chủ hãy mang theo trang sức trợ mệnh Bát Bảo Tâm Kinh để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho chính bản thân mình. Về sức khỏe của tuổi Ất Tỵ 1965. Trong năm 2021 Tân Sửu thì sức khỏe của tuổi Ất Tỵ có thể bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó và cần phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình, tập thể dục nhiều hơn, tránh thức khuya vì sức khỏe là nền tảng của bất cứ điều gì khác. Nếu thường xuyên lái xe thì bạn nên treo một chiếc đèn treo gương chiếu hậu để có thể may mắn và lái xe an toàn vào năm 2021.
vận trình sức khỏe của mệnh chủ tuổi Giáp Thìn trong năm 2021 khá tốt, không có nhiều vấn đề lớn và nghiêm trọng. Thái tuế là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh những thương tích nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Tuy nhiên thì mệnh chủ tuổi Giáp Thìn nên nhớ tránh đi đến những nơi ẩm ướt tối tăm hay nhiều nước như ao hồ, sông suối, nơi âm khí vượng để tránh hậu họa về sau. Bản mệnh nên lưu ý sắp xếp gọn gàng, kín đáo những vật kim loại sắc nhọn trong nhà để tránh thương tích không đáng có. Cạnh bàn, cạnh tủ nếu quá sắc bén thì nên tìm cách để khắc phục. Hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm hay là những hoạt động ngoài trời, nên lưu tâm hơn đến vấn tiêu hóa hay mắc bệnh dạ dày, đại tràng. Phong thủy may mắn khuyên bạn chớ nên đến những nơi vui chơi giải trí kém lành mạnh, cũng nên hạn chế uống rượu bia, nếu không dễ vì mất tỉnh táo và phạm sai lầm, gây ra tai họa và tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Ngoài ra thì mệnh chủ sẽ có thể bị cảm cúm hay là mệt mỏi do thời tiết, nên năng tập luyện thể dục thể thao, ăn uống ngủ nghỉ khoa học để tăng sức đề kháng cho mình. Để tăng cường về mặt sức khỏe, quý anh chị hãy mang theo bên mình trang sức hộ thân vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Về tình duyên của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 vào năm Tân Sửu, tình yêu và mối quan hệ tình cảm khía cạnh may mắn nhất là vào năm 2021 và bạn sẽ sống hòa thuận hạnh phúc với người bạn đời của mình. Có thể trở nên cực kỳ nổi tiếng với người khác giới và may mắn sẽ khiến cho cuộc sống của bạn trở nên đầy màu sắc nếu độc thân, nhưng đóng một vai trò bất lợi nếu bạn đã có gia đình. Với mục đích của một cuộc sống gia đình hạnh phúc, những người sinh năm 1964 nên nhận ra tác hại của mối quan hệ khác và tầm quan trọng của tình cảm đối với gia đình, tránh xa mọi vấn đề tình cảm nam nữ khác. Ngoài ra, đối với những mệnh chủ đã có gia đình thì không nên quá tập trung vào công việc mà bỏ quên đi mất tổ ấm của mình. Hãy dành một chút thời gian quan tâm hơn đến những người thân trong gia đình để vun đắp tổ ấm hạnh phúc. Mệnh chủ hãy treo một bức tranh chim công hoặc sử dụng một đồng hồ chim công treo tại phương vị đào hoa của mình để giúp chuyện tình cảm được thuận lợi, tiến tới khăng khít hơn nữa. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Ất Tỵ 1965. Nam mạng sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói, nhất là đối với nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Sao Thủy Diệu giống sao Thổ Tú, kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8. Nhưng nếu xét kỹ thì người bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh có kiết có cả hung. Đối với nam giới thì việc làm ăn sẽ được thuận lợi hơn là nữ giới, nữ thì chú ý khỏi dính vào thị phi. Mệnh chủ tuổi Ất Tỵ 1965 nam mạng, năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn thiên tinh, chủ về sức khỏe. Những người gặp hạn này dễ gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc khi ăn uống. Khi bị đau ốm, song song với việc chữa trị thì phải thành tâm cầu xin trời Phật phù hộ độ trì thì bệnh tình mới mau khỏi, mau chóng thuyên giảm. Với những người phụ nữ mang thai cũng dễ bị ngộ độc, nếu trèo cao hoặc cố lấy những đồ vật trên cao thì dễ bị té ngã. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, nữ mạng, sao Mộc Đức chiếu mạng. Người có sao Mộc Đức được kết tinh như sao Thái Âm, việc làm ăn phát đạt thuận lợi, vì thế mà việc dựng vợ gả chồng cho các con sẽ rất tốt, mọi chuyện đều được hanh thông. Đặc biệt vào tháng 10 và tháng 12 sẽ rất tốt bởi Mộc Đức thập nhị trùng lai, tuy nhiên thì nam giới hay bị đau mắt, còn nữ giới hay bị đau máu huyết. Nhưng nữ sẽ bị đau máu huyết, còn nam giới có thể sẽ bị đau mắt. Mệnh chủ tuổi Ất Tỵ 1965 nam mạng sẽ gặp phải hạn tam kheo. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn này nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra thì người hạp gặn tam kheo cần phải đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay, chân, xương khớp. Tử vi trọn đời của mệnh chủ tuổi Ất Tỵ 1965. Người sinh năm 1965 là tuổi rắn, thường được cho là lạnh lùng, thâm hiểm, lại mang trong mình chất độc chết người. Đa phần mọi người nghe thấy rắn hay là nhìn thấy rắn đều e sợ né tránh chúng. Người sinh năm rắn thì thường tỏ ra lạnh lùng, vô cảm, song kỳ thực lại là những người có nội tâm nóng bỏng, nhiệt tình. Họ làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng, có mục tiêu cụ thể, từng bước thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu đã định. Đây là người có khí chất đoan trang, nho nhã, có thể theo nghiệp văn, cũng có thể theo nghiệp võ.
Có điều, họ hay quản việc người khác hay lo chuyện bao đồng, coi đó là việc của mình mà lo lắng, nên đôi khi rước phiền phức về mình. Những người sinh vào mùa xuân, mùa hạ thì có ý chí kiên định hơn người, dùng ý chí để gây dựng sự nghiệp. Những người sinh vào mùa thu, mùa đông thì có ý thức tự lực cánh sinh, là người độc lập, không dựa vào ai. Người sinh vào tháng 5 thì cuộc đời phải trải qua nhiều gian nan khốn khó. Mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy, suy tính kỹ càng cẩn mật. Họ luôn vô tư, vô cảm, không quan tâm đến bất cứ việc gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh, tài trí, có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Nam mạng tuổi Ất Tỵ 1965 có cuộc đời gặp nhiều may mắn, tuy được sống đầy đủ nhưng hay gặp nhiều lo lắng. Cuộc sống tuổi nhỏ cũng có ít nhiều sóng gió, về hậu vận mới được hưởng an nhàn. Nữ mạng tuổi Ất Tỵ 1965 cuộc đời gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, ít gặp sự xui xẻo trong cuộc đời. Nếu mệnh Ất Tỵ sinh năm 1965 thì có tuổi thọ trung bình từ 59 đến 65. Nếu làm ác sẽ bị giảm thọ, còn được nhiều việc phúc đức sẽ gia tăng tuổi thọ, nhiều điều tốt đẹp vào thời gian tiền vận và trung vận. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.